Hello các bác, xin chào các bác. Hôm nay ngoài trời đang mưa rồi các bác. Hôm nay tôi lại có cái thời gian rảnh, thì tôi sẽ nấu một món ăn khác lạ so với những món tôi đã làm. Đây là con vịt này các bác. Con vịt đây. Con vịt tôi vừa mới mua ở ngoài chợ về đây này các bác. Đây là con vịt. Và đây là chai Coca. Đây như các bác, chai Coca. Hôm nay tôi sẽ làm món vịt luộc Coca. Món này tôi chưa bao giờ tôi nấu những cái món kiểu như thế này. Và tôi sẽ, hôm nay tôi sẽ làm cái món này. Xem ăn xem nó có ngon không các bác. Đây là con vịt này. Bây giờ tôi phải đi vặt lông lại, làm sạch lại con vịt này. Đi mua chợ về họ vẫn chưa làm sạch. Đây, bây giờ tôi sẽ đi rửa sạch xong rồi bắt đầu đi luộc Coca. Đây các bác, con vịt tôi đã làm sạch lông này và đã rửa sạch rồi. Thì bây giờ tôi sẽ đem đi luộc với Coca. Đây, bây giờ con vịt lúc trước rồi, bây giờ tôi sẽ đem đi cho vào nồi để luộc. Tập quá con này. Làm thế này. Nằm ở trong ngoài. Xong rồi. Đây là chai Coca đây các bác. Tôi sẽ mở ra cho vào. Mua chai Coca 2,25 lít. Không biết có vừa đúng con vịt này không các bác. Fail. Nhiều gà quá các bác. Rồi nồi. Rồi. Ok rồi, xong lật. Còn dư một ít rồi. Lúc nữa uống. Đây các bạn nhìn này, cái củ cà nó đang nổi, đang sùi bọt. Bây giờ tôi sẽ lấy vung, lại vung xong để ném đi luộc. Bây giờ mở bếp luộc các bác nha. Vẫn nổi. Đây vùng đun đã. Nào chín tính sau. Chắc là ngon này các bác. Cho tôi xuống tôi kiểm tra cái xem các bác nhé. Đã sôi rồi các bác. Mới đun có một lúc mà nó đã sôi rồi. Nhìn con vịt nó đang bị tắt cái màu. Cái bọt đen đen của cái Coca này. Ra tôi lấy đôi đũa. Bắt màu đen đen con vịt. Của Coca và con vịt nhìn xấu như vậy. Làm sôi tôi vừa nhỏ nhỏ ga mà vẫn chưa chín nữa. Nhìn cái nước Coca này giờ nó chuyển thành cái màu gì nó không được đỏ như trước các bác. Vẫn chưa chín nữa, còn lâu mới chín. Nước này chắc nó có ga nên nó cũng nhanh sôi. Tôi sẽ mở nhỏ ga đun ga nữa xong rồi thì bắt đầu đem đi lật. Lúc trước tôi có kiểm tra nhưng mà tôi nó mới sôi nên tôi chưa lọc. Bây giờ tôi sẽ lâu lâu rồi, bây giờ tôi đem đi lọt. Ôi,
ngon quá, nhìn ngon các bác, mùi thơm nước coca này, mùi thơm ấy, mùi thơm của nước coca. Con vịt chả thấy mùi gì các bác. Đây, sau khi tôi lọt lên này thì mặt dưới của con vịt nó có nước này, thì nó màu sẫm này, nó không còn trắng này, nó chuyển sang màu sẫm hết rồi. Nhưng mà mùi thơm thơm lắm các bác. Thơm chủ yếu là thơm của nước coca này. Nhìn thì ngon hấp dẫn lắm nhưng không biết ăn thì có ngon không, hay lại giống như những cái món của kênh Tam Mao TV, toàn đủ ẩm thực cho chó. Nhưng tôi nghĩ là món này chắc là ngon đấy các bác ạ, nhìn hấp dẫn. Đấy, bây giờ đun xong con vịt nó đã nực to rồi, nực căng rồi, nước nó cũng không còn ngập nhiều như lúc trước nữa. Bây giờ trên này tôi sẽ lại vùng vào, lại đun tiếp, đun bây giờ chín thì thôi. Đây, hôm nãy tôi đã xuống, tôi lật lại con vịt này rồi đó các bác. Tôi cũng đã đun được một lúc rồi, thì bây giờ tôi sẽ tắt bếp và đi ngòm các bác. Tắt bếp đi ngòm con vịt này, vì đun nhiều sợ nó sẽ bị nát, nứt hết. Luộc lâu nó sẽ nứt hết. Bây giờ tôi sẽ tắt bếp cho tôi đi ngòm các bác nhé. Tôi đã đun xong rồi đó các bác. Các bác để ý vào nha, nhìn nha. Wow. Các bác thấy sao? Đây. Sao nóng quá. Nóng quá. Đây rồi, tôi đã chuẩn bị một cái đĩa rồi. Cho ra ngoài đĩa này. Wow. Các bác thấy sao? Nhìn hấp dẫn không? Ôi, các bác nhìn này, cái nước nó này. Sánh mỡ vào này, các bác nhìn này. Nhìn này. Nước này, thử tí nước nha các bác nhé. Ngấy quá, nhiều mỡ. Ngấy mà lợi lợi ngọt, không ngon. Các bác nhìn có thấy kích thích không? Bây giờ tôi sẽ quay cận lại cho các bác xem nhé. Đây này các bác. Đấy, tôi đây cho nó sáng này. Các bác thấy sao? Nhìn có hấp dẫn không? Đỏ hết nước dãi rồi. Đấy. Đây này. Mình bịt của coca đấy. Nhìn màu hồng hồng thơm quá. Các bác có thấy kích thích không? Ngon, hấp dẫn. Này chắc mình ăn hết cả con mất. Phải giờ đằng này cho nó sáng. Đấy. Đây, tôi đã chặt ra rồi đó các bác. Tôi sẽ ăn một miếng này. Ui, nhìn hấp dẫn quá. Ôi giời ơi. Nào. Ui da. Quá. Nào. Mời các bác cái cánh nha. Mùi cảm giác nó ngọt ngọt, ngọt ngọt của coca, ngọt lắm. Ngọt lắm các bạn. Ngon. Chung là ngon. Các bác. Mua thử về các bác ngó thử nghe.
Ngon các bác. Ngon đấy. Ăn ngon lắm các bác. Nó ngọt ngọt. Nước coca. Các nhìn này. Những thịt vịt thì rất là thơm. Tôi bỏ cái xương ra đợi đại các bác nha. Thịt vịt này ăn thì nó mùi thơm lắm. Thơm của coca mà cũng mùi thơm của con vịt. Ngon lắm. Tôi cũng xin chào các bác ở đây đây. Còn xử lý nốt cái miếng này. Các bác xem video đấy, nếu thấy video hay thì hãy đăng ký, like và chia sẻ video cho bạn bè và người thân của các bác xem nhé. Một lần nữa xin chào các bác. Chúc các bác ăn ngon miệng.